luôn mọi người. Bây giờ Quý đem cá này Quý chiên nha. Cá này là cá đuôi hồng đó, cá điêu hồng và cá chim. Đem mình chiên, mình làm nước mắm gừng ra giấm nha mọi người. Mà mình luộc đặng mình ăn với đu đủ trộn nha. Nhưng mà mọi người bây giờ mình đã chiên cá mà bắt cá mình chiên nè. Ăn kìa. Hello mọi người, bữa nay Quý ăn cơm cùng đu đủ nha mọi người. Đây là đu đủ trộn ăn với mực, con mực dài đó mọi người. Đây nè, đó. Quý cắt còn cái gâu nè. Và ăn thêm cá điêu hồng chiên và chấm nước mắm gừng nha mọi người. Đây, chan nước mắm Quý đây. Ngon quá. Ăn chưa? Và ăn cơm thêm với cơm và hủ qua nha mọi người. Đây, nào với cơm mình bỏ dưới này nè. Cái này là hủ qua của Ấn Độ á. Nó xấu xí đó, nó mát lắm. Và có ớt nữa. Đây là cái cọng này đây, đậu đũa. Ngon lắm mọi người. Giòn cái sợi. Nhà bữa nay ăn có thêm cơm biển nữa. Thôi giờ Quý mời mọi người ăn cơm với Quý nha. Cho nó cục cơm đi, cục cơm vô gồng biển. Đây, ngon ghê luôn. Mình giảm miếng cá. Ôi xương quá mọi người. Cái này xương sao mà. Quá xa ngon luôn á. Quý mời mọi người ăn nè. Giống cơm của Nhật không mọi người. Quá xa ngon luôn. Nó ngon dữ trời. Cái con mực này là mực đỏ mọi người. Mực đỏ. Mực này á là người Mỹ người ta luộc chân bán cho mình. Nó luộc chín nè. Mình chỉ đem về mình luộc xương nữa thôi là đủ rồi.
Nó đắng mọi người. Nó đắng mà lại nó ngon. Cái lá này là lá lốt mọi người. Công nhân mình ở Mỹ mà cũng có cá điêu hồng ăn đó ha mọi người. Ở đây thì mình chỉ biết ăn cá đông đá thôi. Đây là chỉ có đông đá thôi chứ không có cá gì nữa hết. Nhận ba chip này mình ăn chung với cái này cũng ngon lắm mọi người. Mình ăn gì ngon ghê luôn. Mọi người biết không, tại vì cá này á, mình không chấm nước mắm á. Nãy ông chồng mình á, cũng ít xương rồi. Ông ít xương với tỏi á, với tí xíu muối tiêu. Bây giờ quý không có chấm, nó vừa ăn tí. Cẩu sập cái đầu nha mọi người. Ngon sợ. Qua tới Mỹ bây giờ ăn cá đồ hầm này cũng được 2 lần.
Công nhận mình ăn này với cơm bắp chứ sao mọi người. Công nhà công chiếc mình ăn chung với đu đủ gì mà ngon mọi người. Đi, cái đó. Quá đã đắng. Nó đắng mọi người. Rồi đắng muốn gùng mình luôn. Nhưng mà nó mát lắm mọi người. Công nhận ông hẹ bay lớn còn hơn cộng hành nữa mọi người. Vậy chúng ta cá đu hồng chỉ biết ăn cá đông đá thôi chứ không có tươi giống ở Việt Nam mình đâu mọi người. Mình sướng ở Việt Nam mình ăn tươi thôi chứ đây nó không tươi. Quý thích ăn cuốn gì nè, ngon. Mình là ăn cá đuôi hồng á, tươi á. Ông chồng mình không đuổi mình về Việt Nam mọi người. Ông kêu ăn tươi thì đi về Việt Nam ăn. Mình cũng phải về thôi.
dễ vui hơn mình mà, phải không mọi người? Đi đâu cũng nhớ về quê nhà. Hai cái xương bằng tiền giống cái mâm người ta. Gắn cái mâm, cảm ơn. Ăn chơi xong có ly cà phê mọi người. Ngon quá xá luôn mọi người. Đem theo đi. Bận luôn luôn. Bận tới bận luôn nắng gà. Chù luôn nắng gà. Mình ở Việt Nam nó cũng có đu đủ á mọi người. Mình mua nước trộn của Thái á, mình trộn ăn ngon lắm. Việt Nam với Thái cũng gần mà người ta cũng đem đồ người ta bán. Mình trộn ăn ngon lắm, gia đình mình ăn mà nó lại tốt nữa nghe mọi người, đu đủ. Quá ngon. Quá sẽ đã. Nãy giờ mình ăn quá xá luôn á, mà chưa hết đủ đó mọi người. Cái này nó xấu gì đó. Mà nó đắng, đắng thiệt, nhưng mà nó mát lắm mọi người. Cậy nó, đắng mình gái ăn vô, cho nó mát. Ăn cho nó giải độc cơ thể của mình ra. Quá xá ngon. Ăn hết chén cơm luôn mọi người. Quý mà mọi người uống nước canh đi quý. Thôi giờ video của Quý đã tới đây kết thúc rồi mọi người ơi. Mọi người nhớ like và share and subscribe cho Quý nha mọi người. Cảm ơn mọi người. Bye bye.